Lời Phật dạy về cách sống ở đời. Bạn sai lầm mà không dám làm gì trong cuộc đời để đạt được thành công. Hỏi có mấy người là không từng trải qua sai lầm. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng đôi khi điều khiến bản thân hối hận mãi không thôi không phải là một việc sai lầm, mà là không dám làm nó. 2. Bình yên thực sự đến từ tâm hồn. Bình yên thực sự đến từ bên trong tâm hồn mỗi người. Đừng cố gắng tìm kiếm nó ở đâu xa. Thay vì 1.000 từ tranh cãi sáo rỗng, sao không dùng 1 từ mang lại bình yên? Những người biết sống không oán hận chắc chắn sẽ cả đời bình an. 3. Đừng cố công mua hạnh phúc. Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt. Nhưng sự thật là những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí. Đó là tình yêu, là tiếng cười và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. 4. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. 5. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 6. Trong sạch và nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc nơi mình. Không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm. 7. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. 8. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn 1.000 lần người chinh phục 1.000 người trên chiến trường. 9. Nếu không tìm thấy ai để hỗ trợ trên con đường tâm linh, hãy đi một mình, không ai đồng hành với người chưa trưởng thành cả. 10. Không có nỗi sợ hãi với những ai tâm trí không ngập tràn ham muốn. 11. Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm nó bằng tất cả trái tim. 12. Chính bạn phải phấn đấu, các chư Phật chỉ vạch ra con đường. 13. Những ai phá hủy được cội nguồn của sự ghen tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn. 14. Không có sự ô nhiễm nào lớn hơn sự thiếu hiểu biết. 15. Thế gian đau buồn bởi cái chết và sự tan rã, nhưng người khôn ngoan không đau buồn vì họ nhận ra bản chất của thế giới. 16. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta nói điều hay. Người khôn ngoan là những người kiên nhẫn và không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi. 17. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 18. Người không cao quý làm tổn thương đến các sinh vật sống. Người cao quý không làm tổn thương ai cả. 19. Như cây nến không thể cháy mà không có lửa. Người không thể sống nếu không có đời sống tâm linh. 20. Nếu tìm thấy một nhà phê bình khôn ngoan để chỉ ra những lỗi lầm của mình, hãy làm theo anh ta vì bạn sẽ được hướng dẫn đến kho tàng bí ẩn. 21. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 22. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao bạn không đi tìm ánh sáng? 23. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 24. Đừng lãng phí một phút giây nào. Những phút giây lãng phí sẽ khiến bạn đi thụt lùi. 25. Nếu bạn quên niềm vui của cuộc sống và bị mắc kẹt trong những thú vui của thế gian, bạn sẽ ghen tị với những người đặt thiền định làm đầu. 26. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 27. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào người, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. 28. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 29. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 30. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. 31. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
32. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên. 33. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận. 34. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não. 35. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 36. Sức khỏe là tài sản quý nhất. Bản thân mỗi người quyết định sức khỏe và bệnh tật của chính mình. Giữ cho cơ thể khỏe mạnh là một nghĩa vụ của mỗi người. Nếu không thể khỏe mạnh, chúng ta cũng không thể giữ được tâm trí mạnh mẽ và vững vàng. Sức khỏe là món quà tuyệt vời nhất, là thứ tài sản đáng giá nhất và là người bạn trung thành nhất. 37. Hãy luôn là chính mình, đừng cố thành người khác. Có một điều mà con người luôn phạm phải, đó là luôn nhìn người khác rồi ngưỡng mộ và mong muốn bản thân mình trở thành người ta. Một người xinh đẹp, thông minh, trẻ trung, thành đạt hơn mình, nhưng có một sự thật là họ không phải là mình. Hãy đừng luôn ao ước trở thành người khác, hãy là chính bản thân mình và cố gắng hết sức mình để trở thành một người tốt, lương thiện, thật thà, bao dung người khác. Khi ấy bạn cũng trở thành người đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác. 38. Người cùng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác. 39. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn. 40. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 41. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. 42. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn đa khẩu hạ lưu tình. 43. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai. Giả sử bạn bị chó điên cắn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát? 44. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ đến người bạn không hề yêu thích. 45. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 46. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy? 47. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ. Chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn. 48. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 49. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình. Bạn hiểu chứ? 50. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với chính mình. 51. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt. 52. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại. 53. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 54. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn. 55. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện. 56. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình. 57. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. 58. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không. 59. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.
60. Đừng lãng phí thời gian vào nhầm người. Một người mẹ đơn thân kiếm được 104 triệu mỗi ngày. 99% người bị bệnh hôi miệng đã khỏi khi uống thứ này mỗi sáng. Đời người rất ngắn ngủi, cho nên đừng đem những ngày tháng quý giá của mình lãng phí vào nhầm người. Nếu như người khác cần bạn, họ sẽ dành cho bạn một khoảng không gian. Nhiều lúc chúng ta không cần phải giãy giụa trong đau khổ, mà thay vào đó hãy chọn cách buông bỏ. Hãy nhớ kỹ, bạn bè tốt là người luôn xuất hiện bên bạn những lúc bạn cần. Những người mà khi con ở vào thời điểm huy hoàng mới đến kết giao thì đó chưa chắc là bạn chân chính. 61. Suy nghĩ và lời nói đều có sức mạnh như nhau. Chúng có thể cứu rỗi người khác hoặc sát thương họ. Bản chất con người là kết quả của quá trình suy nghĩ. Trí óc quyết định mọi thứ. Vì thế hãy nghĩ xem bạn muốn trở thành người như thế nào từ lời nói của mình và lựa chọn lời nói khôn ngoan. 62. Hạnh phúc luôn có đủ cho tất cả mọi người. Nó không bao giờ bị giảm bớt chỉ vì phải san sẻ với người khác. Một người mẹ đơn thân kiếm được 104 triệu mỗi ngày. Cô gái kiếm 10.000 đô la mỗi ngày ở Sài Gòn mà không cần vốn. Hàng nghìn cây nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến duy nhất. Và đương nhiên cây nến đầu tiên sẽ không vì thế mà ngừng sáng. Hạnh phúc cũng vậy, nó không bao giờ bị giảm đi khi phải san sẻ với người khác. 63. Hãy để nỗi sợ đi thật xa. 64. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 65. Người có trí tuệ hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc, từng tiếng một, từng cái một, và từng lúc một. 66. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. 67. Người không tắm rửa thì càng sức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học, có đức tự nhiên thơm. 68. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi. 69. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ. 70. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. 71. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đáp vào. Cần gì khổ như vậy? 72. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm. 73. Quản kết chúng duyên chính là không làm tổn thương bất cứ người nào. 74. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 75. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. 76. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả. 77. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. 78. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. 79. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực. 80. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình. 81. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. 82. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì, chúng ta sống vì cái gì. 83. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. 84. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có. 85. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi. 86. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. 87. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình. 88. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.
89, đa số mọi người cả đời chỉ làm được 3 việc, dối mình, dối người và bị người dối. 90, tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời. 91, chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt, nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. 92, khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi. 93. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được phần thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 94. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn, chỉ cần tôi có thể tôi sẽ cảm hóa được bạn, nếu không thể thì tôi đành cam chịu. 95. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại. 96. Ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn. 97. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy bán chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh. 98. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 99. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta. 100. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ. 101. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 102. Lửa giận hờn một khi đã phát ra, có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức. 103. Hận thù diệt hận thù là điều không thể có, tình yêu diệt hận thù là định luật ngàn thu. 104. Không có con đường dẫn đến hạnh phúc chính là con đường. Nếu bài viết hữu ích với bạn, hãy chia sẻ với bạn bè nhé. Chúc các bạn luôn sống hạnh phúc, tâm luôn bình an và đạt được sự thông tuệ ốp. 105. Người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân, khẩu, ý. Họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó. 106. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. 107. Kiên quyết rèn luyện mình để có được sự bình yên. 108. Thiền định mang lại sự thông tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh. Hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ. 109. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút. Bí mật của sự tồn tại chính là không có gì phải sợ hãi. Đừng bao giờ sợ việc bạn phải trở thành người như thế nào hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Chỉ khi bạn từ chối mọi sự giúp đỡ, bạn mới là chính mình. 110. Đừng bao giờ mất niềm tin vào sự thật. Trên đời có 3 thứ không bao giờ ẩn mình được mãi mãi, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Dù bạn tin hay không, dù bất cứ ai nói với bạn điều gì, bạn cũng đừng bao giờ mất niềm tin vào sự thật.